chào bé bài của bọn em, xin chào các bác nhé. Vẫn là mẫu xe Dao Hon bọn em muốn giới thiệu với các bác. Thì cái chiếc này bọn em muốn giới thiệu với các bác là chiếc màu trắng đỏ các bác nhé. Để cho các bác có nhiều sự lựa chọn. Thường thì mỗi mẫu xe nó sẽ có mấy màu đấy. Thì là bọn em sẽ cố gắng làm đầy đủ video như này cho các bác xem luôn. Thì khi các bác lựa chọn xe, tại vì nhiều bác là cũng thích màu này, thích màu kia, thì khi các bác lựa chọn xe thì xem video này của bọn em thì các bác sẽ lựa chọn dễ hơn các bác nhé. Thì chiếc này em muốn giới thiệu với các bác là màu trắng đỏ. Nếu các bác xem video này của em lần đầu thì em sẽ đọc sơ qua lại cấu hình. Còn các bác xem nhiều rồi thì các bác không cần phải để ý đến cái vấn đề này. Xe thì là sử dụng khung nhôm, tay bấm xả Shimano Atus 27 tốc, giảm tốc có khóa hành trình Santur XCT và chạy 3 tầng đĩa trước và 9 tầng lip sau, sử dụng 2 phanh dầu Techo các bác nhé. Đấy là một số điểm của chiếc xe này mà em lướt sơ qua cho các bác nghe. Đây, em sẽ quan sát vào chiếc màu trắng đỏ cho các bác xem. Đấy, màu trắng đỏ này thì thiết kế màu sơn và đen khá là hài hòa hơn màu xanh lơ của các bác. Em nhìn thì thích màu trắng đỏ này hơn. Còn các bác thích màu nào thì là lựa chọn của các bác nhé. Đây là cụm phanh dầu Techo, tay bấm xả Shimano Atus, ô tăng và tay lái của Dao Hon. Giảm sóc Santur XCT và có khóa hành trình. Trục giữa thì là sử dụng vòng bi mặt đạn, vành nhôm 2 lớp, lốp CT 1.95. Chuyển động thì là Shimano Atus, chuyển động Shimano Atus đùi đĩa nhôm và chạy 9 tầng lip các bác nhé. Cụ đề sau cũng Shimano Atus đây, Shimano Atus và chạy 9 tầng lip. Cụm phanh dầu bên kia Techo. Đấy là em lướt qua một số điểm về con Dao Hon này, tại vì em cũng làm nhiều video về chiếc Dao Hon này rồi nên là em sẽ lướt qua màu để cho các bác xem thôi. Đây, tổng thể của chiếc Dao Hon màu trắng đỏ đấy các bác nhé. Các bác nhìn xe thì các bác sẽ có thể ước lượng xem là mình có thích màu này không. Còn bọn em xin chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác trong những video sau của bọn em.